Chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàng. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Lời nguyền 7 năm là cụm từ bất kể fan K-pop nào cũng biết đến. Đây là cụm từ nói tới khoảng thời gian kéo dài hợp đồng giữa các công ty chủ quản và thần tượng K-pop. Rất nhiều cái tên đã chọn dừng lại để phát triển sự nghiệp riêng, nên dấu mốc 7 năm khiến fan K-pop đặc biệt lo lắng. Những nhóm nhạc dưới đây sẽ chính thức hết hạn hợp đồng vào năm 2023, khiến nhiều người băn khoăn liệu họ có tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản hay không. Thứ nhất, Blackpink. Blackpink chính thức chào sân bằng ca khúc gây nghiện Bombea vào năm 2016. Trải qua 6 năm hoạt động, ở thời điểm hiện tại, 4 cô nàng nhà YG sở hữu sự nghiệp và danh tiếng đáng mơ ước. Tuy nhiên, về sự nghiệp, thần tượng đen hồng lại không có lịch trình dày đặc như tham dự các show thời trang. Kể từ lần comeback gần nhất vào năm 2020 cho đến nay, Blackpink vẫn chưa có thêm sản phẩm mới. Chính sự nghỉ ngơi quá lâu nay khiến fan lo lắng liệu các thành viên có đồng hành cùng YG nữa không khi thời hạn hợp đồng 7 năm sắp hết. Thứ hai, NCT. NCT là nhóm nhạc đông dân nhất của làng nhạc K-pop khi có đội hình lên đến 23 thành viên, hoạt động theo các unit được chia nhỏ như NCT Dream, NCT 127 hay NCT U. Nhóm nhạc nhà SM vẫn luôn duy trì được độ hot kể từ thời điểm ra mắt cho đến nay. Dựa trên tình hình hoạt động của nhóm, người hâm mộ đặt niềm tin rất lớn vào việc các thành viên sẽ đàm phán hợp đồng vào năm 2023. Thứ ba, ASTRO. Ra mắt vào tháng 2 năm 2016, hợp đồng giữa ASTRO và Fantasio Entertainment dự kiến sẽ chính thức hết hạn vào năm 2023. Thời điểm đầu, nhóm liên tục bị gọi là Changu và những người bạn bởi độ nổi tiếng chênh lệch giữa nam thần và các thành viên khác. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nhờ vào sự nổi tiếng của Eungu, netizen xứ sở Kim Chi dành nhiều sự quan tâm hơn đến ASTRO và các hoạt động nhóm dần đạt được thành tích. Thứ tư, Momoland. Nổi lên từ hai bản hit Bloom Bloom và Bam, Momoland được kỳ vọng sẽ một phát lên tiên. Thế nhưng xích mích trong nhóm với công ty đã dẫn đến sự rời đi của một số thành viên, khiến đội hình hao hụt đáng kể. Tuy giờ đây nhóm vẫn có sự trở lại với các bài hát hay thậm chí kết hợp cùng ca sĩ Âu Mỹ, nhưng thành tích lại không khả quan. Chính vì thế các fan đặc biệt lo lắng cho tương lai của Momoland khi họ hết hạn hợp đồng vào tháng 11 năm 2023. Thứ năm, Bracken. Bracken chính thức ra mắt vào năm 2011 nhưng không được công chúng chú ý. Sau 2 năm bị đóng băng hoạt động, nhóm chính thức quay trở lại với đội hình mới vào năm 2016 nhưng vẫn chưa thể tỏa sáng. Cho đến khi ca khúc Rolling năm nào bỗng dưng gây sốt trở lại, Bracken như được hồi sinh và ra mắt thêm nhiều ca khúc khác. Hiện nhóm đang tham gia Kingdom 2 nên người hâm mộ tin rằng 4 cô nàng vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với công ty trong tương lai. Thứ 6, Pentagon. Nhóm nhạc nam nhạc Kill Pentagon gây ấn tượng với phong cách âm nhạc độc đáo. Thế nhưng Pentagon vẫn chưa thể bật lên hẳn kể từ khi debut vào năm 2016. Các chàng trai mới có màn trở lại lôi cuốn vào đầu tháng 1 năm 2022 và một thành viên vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Người hâm mộ đặc biệt hy vọng khả năng tái ký của tất cả các thành viên của Pentagon bởi nhóm thật sự tài năng và ấn tượng. Thứ 7, Cosmic Girl. Cosmic Girl xuất hiện trên bản đồ K-pop vào tháng 2 năm 2016, hoạt động dưới trướng hai công ty lớn là Starship và Yuho. Nhóm sở hữu nhiều ca khúc hay nhưng không thể bật lên hẳn trong thị trường âm nhạc đầy cạnh tranh. Hiện tại thì Cosmic Girl đang tham gia Kingdom 2 và để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ bởi những sân khấu tài năng và độc đáo. Người hâm mộ cũng hy vọng rằng các thành viên đều sẽ tái ký hợp đồng sau 7 năm sau đạt thành công tại Kingdom 2. Thứ 8, Victon. Victon cũng là cái tên khiến nhiều người tiếc nuối khi không thể tỏa sáng đúng như tài năng của nhóm. Ra mắt từ tháng 11 năm 2016, nhóm nhạc nam này vẫn không thể nổi tiếng bằng các đối thủ. Chỉ khi hai thành viên trong nhóm tham gia ProUX 101, Victon mới dần được netizen chú ý. Ở thời điểm hiện tại, nhóm còn chuẩn bị phát hành mini album mới vào cuối tháng 5, nên hy vọng nhóm sẽ duy trì phong độ này và tiếp tục tái ký trong năm sau. Thứ 9, SF9. SF9 cũng xuất hiện trong làng nhạc K-pop vào năm 2016 và sẽ hết hạn hợp đồng với FNC Entertainment cho năm sau. Sau khi tham gia Kingdom, nhóm dần được nhiều người yêu mến hơn. Nhiều thông tin cho hay nhóm sẽ phát hành album tiếng Nhật vào tháng 6 năm 2022, nên người hâm mộ đặt niềm tin rằng các chàng trai của SF9 tiếp tục đồng hành với nhau và gia hạn hợp đồng khi chính thức hết hạn vào năm 2023. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin mời bạn để lại ở bên dưới phần bình luận của video này để chúng mình có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.